Trường Xuân Vương thì chúng tôi khẳng định với quý khán giả là hoàn toàn bằng dược liệu tự nhiên, hoàn toàn bằng dược liệu thiên nhiên là chính, đồng thời lại được sản xuất ở một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cái Trường Xuân Vương này là anh càng uống nó càng đầm và sức khỏe chung nó đi lên. Vì nó có tác dụng là tâm can tỳ phế thận thì nó tăng cường được cái sức khỏe chung. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ uống có để nó đi vào đường thận ấy thì mới chỉ là một vấn đề thôi. Mà tôi nói thật, tôi năm nay có tuổi đấy. Thế nhưng mà đáng như cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, anh nhà tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, anh nhà là tôi vẫn đẻ bình thường. Đấy, anh Đoàn biết, tôi hơn 80 tuổi lấy vợ, đẻ ngay con gái. Mấy cậu nói bảo là cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái. Chứng minh luôn đúng không? Chứng minh luôn, đây là Trường Xuân Vương. Chúng ta phải dùng đúng liều. Cái thứ hai là phải dùng thế nào? Sau cái liều đó chúng ta thấy tác dụng rồi thì chúng ta dùng nhắc lại thì nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Là xin nói với quý khán giả là nó phải khỏe, tâm, can, tỳ, phế, thận nó phải khỏe. Thì đương nhiên nó kéo cái thận lên. Chứ bây giờ chỉ có là chữa cái thận thì không kết quả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.